Everyone, my name is Kanya. I'm 9 years old. I study at Dongdong Primary School and in class 5. This is my homework. Elephant, con ngựa, con voi, giraffe, con heo cao cổ, dog, con chó, cat, con mèo, mouse là con chuột, mouse là con chuột, hầu là con ngựa, jellyfish là con sứa, fish là con cá, food là thức ăn, favorite food là yêu thích, hungry là đói, thirsty là khát nước, thì angry là tức giận, tiger là buồn ngủ, brave là mạnh mẽ, dũng cảm, chicken là con gà, fry là khoai tây chiên, milk là sữa, meat là thịt, là nóng, cold là lạnh, cold là lạnh, computer là máy tính, weak là bối, yesterday là tối, hôm qua, Sunday là chủ nhật, Monday là thứ hai, Tuesday là thứ ba, Wednesday là thứ tư, Thursday là thứ năm, thứ sáu, Friday là thứ sáu, Saturday là thứ bảy, Sunday là chủ nhật. Table là cái bàn. Peg là cái móc treo tường. Pencil là bút chì. Pen là bút mực. Ruler là thước, pencil cây là hộp bút, Henry là cục tẩy, sun là nắng, rain là mưa, goodbye.